À, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất trong cái tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão Để quý vị tiến hành công việc là lập mái Lập mái Đổ trần. Đó Thì đó là những ngày tốt nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Thì để lựa chọn ra đường ngày tốt để dựng cột lên xà hoặc là đổ mái Thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách ngày tốt tuần thư thì các bạn có thể tham khảo thêm cuốn sách ngày tốt tuần thư ở phần phía sau nó cũng sẽ có về ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là dựng cột đổ mái lên xa đó bây giờ chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc là dựng cột lập mái lập mái đổ trần Đấy. thì đầu tiên ấy để lựa chọn ra được ngày tốt thì chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh ngày xấu cần tránh để tiến hành công việc lập mái đổ trần ấy thì chúng ta cần kỵ những ngày sau Đầu tiên là chúng ta kỵ ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày tí và ngày xỉu. Ngày tí là sát chủ dương, ngày xỉu là sát chủ âm. Và ngày ngày sát chủ ngày tí sẽ bao gồm có 3 ngày là ngày nhâm tí là ngày mùng 4 này. Ngày giáp tí là ngày 16 và ngày bính tí là ngày 28 thì ba ngày này chúng ta không nên dùng làm việc gì. Tiếp theo ngày xấu thứ hai chúng ta cần loại bỏ đó là ngày ngày xỉu thì sẽ có ngày mùng 5 là quý xỉu này. 17 là ất xỉu rồi, ngày 29 là ngày đinh xỉu. Thì đây cũng là những ngày xấu mà chúng ta không dùng được việc gì tiếp đến ngày xấu thứ hai chúng ta cần loại bỏ đó là ngày sát chủ mùa ngày sát chủ mùa thì đó là mùa xuân thì nó sát chủ tại ngày tại những ngày thân ngày thân đó ngày thân này sẽ có ngày 12 canh thân và ngày 24 là ngày nhâm thân đó thì chúng ta sẽ không dùng được việc gì vì nó phạm vào sát chủ mùa thằng này là thằng phạm ngày uh, sát chủ tiếp đến ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thiên địa chuyển sát ngày thiên địa chuyển sát thì cũng tính theo mùa Một xuân thì nó là tại ngày tân mão và ngày ất mão như vậy là ngày ất mão chúng ta dùng tân mão thì tháng này cũng không có đó. ngày xấu thứ tư chúng ta cần loại bỏ là ngày thụ tử ngày thụ tử trong tháng hai lịch thì nó sẽ là những ngày thìn Đấy, nó gồm có hai ngày là mùng 8 là bính thìn và ngày 20 là ngày mậu thìn thì hai ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng ngày xấu thứ năm chúng ta cần loại bỏ đó là ngày dương công kỵ dương công kỵ thì nó là ngày ngày 11 thì chúng ta cũng sẽ không dùng tiếp theo là ngày tết nương, ngày tết nương nó sẽ có 6 ngày. Mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày Tân Hợi, chúng ta dùng này. Ngày mùng 7 thì nó sẽ rơi vào ngày mùng 7 là ngày Ất Mão này. Ngày 13 thì nó rơi vào ngày Tân Tân Dậu này. Ngày 18 thì nó là ngày Bính Bính Dần này. Ngày 22 22 thì nó rơi vào ngày Canh Ngọ này và cuối cùng là ngày 27 thì nó là ngày ất hợi. Đó, đó là 6 ngày tam nương cần phải tránh. Ngày tam nương thì làm việc nó chủ về sự bại vong, sự hung bại, sự phá bại, Vậy nên chúng ta cũng sẽ không dùng. Và ngày tam nương là ngày mà kiên kỵ mọi việc ấy. Tiếp theo là ngày nguyệt kỵ, nguyệt kỵ là ngày mùng 5, 14 và ngày 23. Thì ngày mùng 5 trong tháng này nó sẽ rơi vào ngày ngày quý xỉu này. Nó chung với ngày sát chủ tao dùng. Ngày 14 ngày 14 đó là ngày nhâm tuất và cuối cùng là ngày 23 ngày 23 đó là ngày tân mùi thì chúng ta sẽ không dùng đó đó là những ngày xấu cần tránh tiếp theo là cái ngày mua cái ngày lập mái đổi trần ấy. thì chúng ta kỵ ngày 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 kiến ngày trực kiến thì chúng ta không dùng nhá ngày trực kiến trong tháng đó là ngày mão tháng 2 là kiến mão Được. tiếp đến là đến ngày nguyệt phá đúng không ạ ngày nguyệt phá trong tháng này thì nó sẽ là những ngày dậu ngày dậu thì sẽ có 3 ngày mùng 1 là kỷ dậu 13 là tân dậu và ngày 25 là ngày quý dậu Thì ngày này chủ về sự phá bại nên chúng ta sẽ không dùng à Ngày thứ 10 chúng ta cần lại bỏ đó là ngày trực bình Ngày trực bình thì nó là ngày ngọ Thì các bạn cũng cần phải xem xét Tiếp đến là ngày trực thu ngày thứ 11 Nó là ngày ngày tí Thì chúng ta lại bỏ rồi Ngày thứ 12 chúng ta cần lại bỏ đó là ngày trực bế Ngày trực bế nó là ngày dần Thì ngày dần các bạn cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng đó. Tiếp theo và chúng ta cũng kỵ những ngày mà vì là nó liên quan việc động thổ xây dựng và thì chúng ta kỵ cái ngày ở cái khắc phương tam sát. Thì tam sát trong tháng 2 nó ở ba phương là thân, dậu và tuất. Thì ở thân thì nó sẽ là kiếp sát. Kiếp sát. Ở à, dậu nó là tai sát. Tai sát và ở tuất thì nó là nguyệt sát. Kiếp sát tai sát và nguyệt sát. Thì đây nó là ba ngày tam sát mà chúng ta cũng sẽ cần phải kiên kỵ không nên dùng nhé à, tiếp theo chúng ta cần loại bỏ đến ngày nguyệt hình nguyệt hình trong tháng này là mão và tí là hình nhau đó. tháng mão mão tí hình nhau vậy đến những ngày tí ngày tí trong tháng 2 này nó khá là xấu có rất nhiều sao xấu tiếp theo là chúng ta loại bỏ đến ngày nguyệt yếm ngày nguyệt yếm nó sẽ là những ngày dậu thì trùng ngày trùng ngày nguyệt phá rồi ngày thứ 18 chúng ta cần loại bỏ là ngày thiên sứ ngày thiên sứ lại là ngày tí Đấy, ngày tí rất nhiều sao xấu, xấu này ngày đại thời thì nó là ngày tuất thế với ngày nguyệt sát tăng dùng ngày tứ phế thì nó sẽ là ngày giáp tuất nó là ngày 26 này thì nó trùng với ngày nguyệt sát rồi Đấy. ngày ngũ mộ thì nó sẽ là ngày ất mùi trong tháng không có à, tiếp theo chúng ta cần loại bỏ đến ngày thiên hỏa ngày thiên hỏa nó là ngày ngọ như vậy là cái việc uh, lập máy đổ trần ấy nó kiêng kỵ cái việc hỏa hoạn nếu mà các bạn mà làm vào ngày ngọ thì rất dễ xảy ra những cái chuyện liên quan chuyện cháy nổ hoặc là chuyện hỏa hoạn nó nó diễn ra sau này đó, thì các bạn cũng tốt nhất nên kiêng đó đó là những cái ngày xấu cần tránh mà chúng ta cần phải loại bỏ khi mà chúng ta lựa chọn ra những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc lập mái đổ trần vân vân thì tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngày tốt tuần thư để tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành cái công việc là lập mái đổ trần thì đó là những ngày nào à, để lựa chọn ra được cái ngày tốt để tiến hành công việc lập mái đổ trần dự cột đấy thì chúng ta sẽ dựa đầu tiên sẽ dựa vào cái các cutting tinh tinh đầu tiên chúng ta lựa chọn đó là ngày thiên nguyện thiên nguyện thì nó là ngày canh tuất nó là ngày mùng 2 nhưng lại bị phạm ngày nguyệt sát hơn nữa ngày tuất thì nó lại bị dính vào cái cái ngày đại thời nữa vừa là ngày nguyệt sát lại vừa là ngày đại thời Đấy, thì các bạn cũng cân nhắc nhé ngày mùng 2 là ngày canh tuất tiếp theo ngày thứ hai chúng ta xét đó là ngày thiên đức ngày thiên đức trong tháng này nó là ngày thân thì bị phạm ngày sát chủ mùa bị phạm ngày kiếp sát thì chúng ta không dùng ngày thứ ba là ngày Thiên Đức hợp là những ngày tị Thiên Đức hợp là ngày tị đúng không ạ thì chúng ta sẽ có ngày mùng 9 là ngày đinh tỵ ngày 21 là ngày kỷ tỵ đó hơn nữa ngày tị trong tháng cũng rất là tốt vì là nó là ngày nó vừa được ngày Thiên Mã lại nó cũng có rất nhiều sao tốt trong trong cái ngày 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 tị này vậy nên chúng ta sẽ có hai ngày tốt đầu tiên tiếp theo ngày thứ tư ta xét là ngày nguyệt đức nguyệt đức trong tháng này nó là ngày giáp ngày giáp thì chúng ta sẽ có ngày mùng 6 là giáp dần này 16 là giáp giáp tý này và 26 là giáp tuất thì ngày giáp dần ngày dần mà trong tháng mão thì nó bị phạm vào ngày dần tháng mão bị phạm vào ngày trực bế vào ngày trực bế nó là ngày trực bế nhưng mà lại có gì nhưng mà ngày giáp nó là ngày vừa là ngày nguyệt đức lại vừa là ngày tứ tướng đơn ra là chúng ta vẫn dùng được nhé yeah. chúng ta ngày mùng 6 này là ngày giáp dần tiếp theo chúng ta có ngày nguyệt tức hợp là những ngày kỷ ngày kỷ trong tháng 2 ấy, chúng ta sẽ có ngày 11 là kỷ xíu này ngày 21 là ngày kỷ kỷ tỵ thì ngày 21 ta chọn rồi đó ngày tốt tiếp theo chúng ta tính đến là ngày thiên xá ngày thiên xá trong cái tháng trong tháng 2 ấy, thì nó sẽ là ngày mậu dần ngày mậu dần ngày mậu dần là có thiên xá như vậy các bạn có thể chọn thêm ngày 30 là mậu dần tiếp theo chúng ta xét ngày nguyệt ân nguyệt ân trong tháng 2 lịch thì nó sẽ là những ngày đinh ngày đinh thì chúng ta sẽ có ngày đinh tỵ là ngày mùng 9 này ngày đinh mão là ngày 17 và ngày ngày đinh mão là ngày 19 và ngày đinh sửu là ngày 29 đó thì ngày đinh sửu phạm vào ngày sát chủ sát chủ ta không chọn được như vậy ngày mão là ngày trực kiến thì chúng ta có thêm ngày 19 là ngày đinh mão đinh mão thì các bạn có thể tiến hành công việc mua xe được còn ngày đinh tỵ ngày mùng 9 ta chọn rồi này tiếp theo là ngày tứ tướng là ngày bính và ngày đinh thì ngày tứ tướng ngày tứ tướng nó là ngày bính và ngày đinh thì ngày đinh chúng ta chọn rồi chi là còn ngày bính Ngày bính thì chúng ta sẽ có những ngày nào? Ngày bính thì chúng ta sẽ có ngày 18 là ngày bính dần này. Ngày mùng 8 là ngày bính thìn và ngày 28 là ngày bính tí thì các ngày bính nó đều là ngày xấu tao dùng được. Tiếp đến là chúng ta chọn đến ngày thời đức, ngày thời đức là những ngày ngọ thì ngày ngọ là ngày thiên hỏa ta kiêng rồi không dùng nữa. Ngày tam hợp là ngày hợi và ngày mùi. Hợi và mùi, ngày mùi thì có hai ngày xấu tao dùng, như vậy ngày hợi thì chúng ta còn ngày 15. Là ngày quý hợi quý hợi là có thể dùng được tốt đấy, tốt mọi việc việc nhất là cái việc là việc là máy đổ trần này tiếp theo là ngày trực khai là ngày xỉu thì ngày xỉu phạm ngày sát chủ sát chủ âm vậy nên ta không dùng được đó như vậy là gì trong cái tháng 2 âm lịch ấy thì chúng ta có 6 ngày tốt 6 ngày tốt để chúng ta tiến hành lập máy đổ trần cũng như là dựng cột lên xà các đoàn rông vân vân thì các bạn chọn 6 ngày này để được các lợi nhất đó là những ngày sau thứ nhất là ngày mùng 9 là ngày đinh tỵ thứ hai là ngày 21 là ngày kỷ tỵ Thứ ba là ngày mùng 6 là ngày giáp dần, ngày 30 là ngày mậu dần, ngày 19 là ngày đinh mão và thứ sáu là ngày 15 là ngày quý hợi. Đó, đó là 6 cái ngày tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc lập mái đổ trần trong cái tháng 2 âm lịch. Thì quý vị hãy chọn ra cho mình một cái ngày tốt nhất để quý vị tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. vừa rồi tôi đã sử dụng tài liệu là ngày tốt tuần thư để tìm cho quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là lập mái đổ trần trong tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Phong thủy Gia cát. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.